cái ngày đầu tiên khi mẹ nhận được cái tin là mình phải lấy một cái người nào đó là từ ai? Mẹ đi, đang đi hát, ông ngoại kêu về. Ông ngoại kêu về, ông ngoại báo tin vậy. Con lấy chồng, ngày mấy tháng mấy mà là ba đã qua ngày hết rồi. Thì mẹ mới khóc. Mẹ nói bây giờ con không có biết cái người đó là ai. Ba làm như vậy thì con làm sao? Mà lúc đó mẹ có hiểu lấy chồng là gì không, chứ? Không biết. Tại vì đi theo hát ngủ với chị Thanh Nga không mà. Mà không có biết làm duyên, làm dáng, làm này kia nọ. Rồi ông ngoại nói vậy thì cũng khóc khóc rồi dạ. Ông ngoại nói là người ta lo cho gia đình mình, thành ra con để cho ba trả lại cái ơn của người ta. Mà cái người đó chắc để ý má từ lâu rồi hả? Biết. Cho nên họ mới có cái nuôi dưỡng đó. Họ lớn rồi đi qua tới bên nhà mà không có nói chuyện với mẹ nha. Ngó ngó rồi ở đâu á nhưng mà qua tới bên nhà để sửa nhà, sửa cửa này kia nọ. Làm thân với gia đình chứ không có với mẹ. Tại vì biết mẹ không biết gì. Làm đám cưới 3 ngày trâu bò đồ dữ lắm. Cái năm đó khi họ lấy mẹ là cái người đó bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. 49 với lại 17 là tới 32 tuổi. Lớn mẹ 32 tuổi. Dữ vậy hả? Lớn hơn dữ vậy đó. Giờ còn hết hồn luôn. Cái ngày đầu tiên khi mẹ về nhà chồng, cái cảm giác mẹ như thế nào? Không có cảm giác gì trơn á. Đi trên xe hơi mà chở mẹ đi về, cái xe hơi đang ngồi về mẹ phải ngồi tụt xuống đây. Sợ mẹ hả? Sợ người ta thấy. Mắc cỡ đúng không? Đó, em đừng có làm vậy. Lớn rồi. Cái rồi ngồi lên về tới nhà. Nhưng mà không có định nghĩa vợ chồng. Dạ. Bây giờ chừng nào anh cho tôi đi hát? Ông nói thì ở nhà thời gian. Anh có nói với đoàn rồi. Tôi nói ở nhà thời gian nhưng mà ngắn thôi, chứ đừng có dài quá. Tại vì tôi nhớ sân khấu. Ông nói ừ rồi anh sẽ đưa đi. Tại vì hồi đó đó, ông đóng cô xong ở trong cái đoàn hát, đưa tiền vô đó để làm cái hợp đồng ngồi đó để bán vé, đi theo giữ vợ là cái kiểu đó thôi. Chắc ông đâu đụng như người mới được hả? Không, ta đi chung ta còn hộp xuống nữa mà. Rồi khi nào ổng mới đụng như người mẹ được? Không, ổng mới đi ra ngoài miền Trung, ổng mới kêu về, ổng nói ba má cho anh hai đi ra đây đi. Như là nói có anh hai đi với con, chứ ngoài này nó có dòm con đâu. Mà ổng có buồn không hay là ổng hiểu chuyện? Ổng hiểu. Ổng hiểu phải không? Ổng hiểu đi theo cho có vậy. Dạ. Thì một thời gian nữa ổng nói thôi giờ con về bên nhà con, rồi em nó lớn lên chút nữa đã. 2 năm sau cái ổng nói em, tôi là chồng em nè. Tôi nói biết rồi. Nói biết rồi nhưng mà khoan đã. Khoan đã. Khoan đã vậy đó. Thật sự ra vợ chồng chứ cũng không phải là vợ chồng nữa. Hồi xưa là người ta đến với nhau là vì cái cha mẹ đặt đâu thì con vậy cái thôi ngồi à. Đó. Thì biết anh này là chồng tôi là vợ anh, đại loại vậy thôi. Lúc mà mẹ kết hôn á, mẹ có cảm nhận được hạnh phúc không? Hay là mẹ thấy là thôi mình sống như vậy thôi? Cứ sống vậy thôi. Em một giàu thơm, thiệt thơm vậy đó. Mà ổng nói vậy hả? Mà em thơm, mà em dễ thương. Mà cái dòng thơm dễ thương mà không đụng vô được cái đó mới đau chứ. Tưng tiêu chiều chuộng. Có là khi nào mẹ mới chấp nhận ổng là một người chồng? Thì 19 tuổi. Dạ. 19 tuổi thì cũng trong lòng á sao á. Tại vì không có phải... cũng phải cố gắng ép mình lắm á, đúng không? Mới chấp nhận tại được. Tại vì không phải người của mình thương. Trong cái thời gian đó mẹ có thương một người nào không? Chưa. Chưa có thương người nào hết. Sau này thì mẹ với ổng ly thân. Mẹ với ổng kéo dài cái mối hôn nhân đó được bao nhiêu lâu? 19 năm. Wow. Trời ơi, có như là vì tình nghĩa không mà ở được 19 năm á. 19 năm. Có một đứa con gái. Dạ. Bây giờ nó còn thì chị đã được 47, 48 tuổi rồi. Chị mất rồi hả mẹ? Mất rồi. Từ lúc mà Ngọc Hân mất, mẹ mới nghĩ là cuộc đời vô thường. Tại vì mình nghĩ nó là máu là thịt của mình, nhưng mà mình không giữ con được. Nói phải chi mà dạ tỷ bây giờ bệnh gì khác cũng không có chết,
Mà thời đó mà bệnh ung thư thì làm sao? Chị bị ung thư hả? Ừ. Ung thư gì mẹ? Ung thư máu. Ồ. Từ cái lúc mẹ biết chị bệnh đến lúc chị qua đời là khoảng bao lâu? Tuần. Cái gì? Đang đi thi lớp 7 mà. Trời ơi. Xong là đang thi vậy xỉu à. Xỉu là cái ngày thứ hai là đem về đó. Có một tuần lễ để mình chấp nhận cái chuyện đó thôi. Lúc mà nằm nhà thương một hai ngày rồi đó, Ngọc Hân nói là bây giờ là Hân nói cho Ngọc Giàu nghe. Tại sao gọi là Hân với Ngọc Giàu? Dạ không có kêu bằng mẹ nữa. Ngọc Giàu đừng có buồn. Ngọc Giàu buồn là Hân đi không có đành. Sao có những cái chuyện nó như vậy luôn à, ngày nay là ngày mấy rồi Ngọc Giàu? Thì mẹ mới nói là ngày nay là mùng 7 tháng chạp. Hân nói mùng 8 Hân đi. Mà có đúng vậy không? Đúng. Bây giờ Ngọc Giàu giữ cái xác Hân đi nha. Rồi mùng 8 đó là Hân đi, là Ngọc Giàu đem cái xác Hân về là Hân liệm luôn. Hân liệm luôn. Thành ra sáng mùng 8 đó là bác sĩ vô mới chạy máy cho biết là bây giờ cái lượng mà của con dây trùng nó ăn như thế nào, cho mẹ biết bây giờ cái chuẩn bị. Mà cứ y như là một cái người nào đó nói chuyện với mình chứ đâu phải là con của mình. Không, không phải Hân đâu, một người khác. Tại vì Hân lúc đó là Hân đã đi đâu rồi. Hân chỉ có thiêm thiếp nằm vậy thôi. Mẹ nghĩ đó là do cái cảm giác của mẹ, mẹ thấy được điều đó, hay nó là cái sự việc hiện hữu mẹ? Hiện hữu chứ, mẹ biết chứ. Sau khi mà chị mất á, cái suy nghĩ của mẹ có thay đổi gì không mà? Tại vì thường người ta sẽ thay đổi theo những cái biến cố của mình. Thay đổi hết chứ. Mẹ nghỉ hát 5 tháng. Lúc đó mẹ hát Dương Văn Nga, có cái da áo chúa mà Ngọc Hân có làm. Mẹ không hát được nữa. Chiều tối là mẹ đi tới hừng sáng mẹ mới về. Mẹ coi con người như thế nào, cuộc sống của người ta như thế nào. Mình nghĩ mình làm có tiền, mình mua chiếc xe, cái nhà đẹp. Nhưng bây giờ không phải rồi. Tất cả là vô thường rồi. Nhà cửa bây giờ vậy đó chứ cũng rồi nó cũng sụp đổ. Dạ vâng. Rồi nó cũng không còn gì hết. Tất cả sẽ tan biến khi mà mình ra đi. Cho nên đó, khi mà Ngọc Hân đi rồi đó là mẹ hiểu hết. Mẹ hiểu gấp 100 lần cái lúc bình thường. Mình vị tha hơn đúng không? Mình đúng tha rồi, thứ nhiều hơn. Lúc mà chị đi là mẹ còn ở với ông không? À, mẹ ly thân. Ừ, mẹ cho nhà cho cửa ông luôn. Ra đi hai bàn tay trắng vậy. À, vậy thôi. Con sau này mà có bệnh hoạn hay gì đó là không bao giờ mẹ đưa vô nhà thương. Người khác đi làm gì làm. Mẹ sợ thấy là cảnh đó. Thôi, không có nữa. Rồi sau khi mẹ gặp ông đó rồi có ai theo đuổi mẹ nữa không? Thiếu gì? Trời ơi, có duyên mà. Mẹ có một chút tình yêu mẹ thích lắm. Dạ. Tại vì nó làm cho con người của mình nó phấn chấn lắm. Kỹ sư nha. Bác sĩ nha. Tối đi ăn rồi đưa về. Ngoài trước nhà có mấy cái mận rồi đó. Trèo lên hái mận cho em. Mà cưng lắm, tưng tiếu. Nhưng mà lúc đó mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, mẹ có sợ người ta nói ra nói vô mình không? Không, hồi đó không phải như bây giờ. Con à. Hà, con ông đó, ông nói em nhảy đầm hay quá. Thì ông chờ cái nào ta ra hết rồi, ông qua ông nói anh mời em, thì mới đi ra. Mà sao nhảy điệu gì? Trời, tôi nhảy đủ điệu hết chứ. Chị phải... chàng bị bóp rồi biết hết. Trời ơi. Xì lô đồ. Ý. Cái người đó là đặc biệt đó. Không có gì hết. Không có cái hung nữa nha. Mà con nói mẹ nghe nè. Cái tình yêu nó đẹp nhất trước khi người đàn ông chạm vô người phụ nữ. Đúng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đời một người nghệ sĩ, đặc biệt là với một nghệ sĩ tài hoa và lại xinh đẹp như nghệ sĩ Ngọc Giàu, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện tình của bà rất là nhiều. Chạy mãi rồi cũng có ngày mỏi gối chồn chân. Cũng sẽ có lúc nào đó người ta muốn ngồi xuống để nghỉ ngơi, để về một cái bến đỗ nào đó, nơi mà người ta cảm thấy có hai chữ bình an. Và đó là cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Ngọc Giàu với lại một cái người đàn ông
mà Trấn Thành gọi là bố Bằng. Và đây là hình ảnh hiện tại của hai vợ chồng mà. Rất là đẹp trai thưa quý vị. Mắc cỡ quá. Đừng có mắc cỡ. Hai người gặp nhau trong thời gian như thế nào má? Nữa à? Dạ. Khơi ra vợ chồng hoài à. Khơi chứ, phải hỏi chứ. Hồi xưa má gặp ổng là khi nào? Thưa bà con cô bác, bây giờ Ngọc Dầu ở với ông này là đã 36 năm rồi. Dạ. Thì cái mối tình này nó cũng không có được suôn sẻ. Người ta là con trai, mà quý vị biết con dân ngoài miền Bắc, ổng là nhạc sĩ, rồi mẹ thì hát sân khấu, mẹ ông chẳng có nghĩ gì tới những cái người ở dưới đâu. Rồi những cái lần mà mẹ đi lên trên mộ của Ngọc Hân thì ổng đi trước, ổng đi lên, ổng xin nước, ổng quét, ổng dọn cái mã cái này cái ổng lau, đem khăn đồ ổng lau ấy vậy đó. Ông thương ổng theo ổng làm vậy đó. Vậy hả? Đó. Tôi nói ủa sao anh đi lên đây ai vậy đó. Thì tôi hỏi, tôi là thì lúc nào cũng vậy, ông để cho mình xúc động trong lòng mình. Tại vì ổng biết là mẹ thương con. Nhưng mà mình đổi ngược lại, ổng thấy mình thương ổng là ổng trốn mất. Mẹ nghĩ là vì lý do gì? Ông nói tôi không muốn. Thì thôi đi làm thì gặp nhau vậy thôi. Nhưng mà tôi nói không được, bây giờ anh có thương không? Thương thì hai đứa mình đi tới đi về cha mẹ. Đó. Làm dài má mâm rồi kia mời bà con đồ cho biết. Nhưng mà ổng lại nghĩ cái gì là tại vì mình làm là trong này. Mà không có ngoài kia. Không ở ngoài kia. Không có ngoài kia hay. Rồi xong cái khi nào thì hai người mới chính thức kết hôn? Đám cưới hình như là năm 80-81 gì đó. Là bố chịu không? Lúc đó là hay là má phải thuyết phục rộng mới chịu? Đâu có thì chịu. Tôi nói bây giờ một là thôi, hai là tới. Dạ. Vậy thôi. Cái ông nói kệ nó đi. Vậy kệ đó. Nó đi là tới luôn kêu cho tới luôn. Đi. Dạ. Tới luôn rồi tính sao? Đó. Thấy ngoại vô chốn. Dạ. Là thời gian cũng thuyết phục được. Dạ. Hai bên cũng vui vẻ. Mà không biết sao mà ở cũng lâu quá hay không con hay không? Dạ. Ở tới 30 mấy năm lận đó. Quá trời. Ồ. Mà thăng trầm á nha. Thăng trầm. Có gián đoạn không hay là liền mạch? Có gián đoạn. Có gián đoạn. Tại vì bố đi làm. Nhưng mà bố đi ra Hà Nội bố làm. Thành ra ở trong này thì mẹ cũng buồn. Gián đoạn khoảng thời gian bao lâu mẹ? 3 năm. À, ông ngoại mất thì bố cũng về. Ngọc Phượng đám cưới rồi thì về hết. Gián đoạn. Nhưng mà cái đó là cái chuyện gia đình. Dạ. Chứ không phải là cái chuyện vợ chồng. Có nghĩa là ông vẫn thương mẹ. Vẫn thương mẹ. Vẫn đàng hoàng, vẫn lo cho mẹ. Thì đó, như thế đó. Thành ra mẹ, thôi anh về đi. Tôi cho hết. Tại vì có cần cái gì nữa đâu. Dạ. Đó. Về không có vợ chồng với tôi cũng được. Con nghĩ là mẹ cần một người hữu hỷ để nói chuyện nhiều vậy thôi. Hơn. Cho tới bây giờ cũng vậy. Mẹ dạ. nói thương tôi một chút đi. Đó. Sao mẹ nói y chang vợ con? Đừng nói chuyện này nữa. Vợ con nó ngộ lắm. Đâu phải mình không thương đâu. Ừ. Nhưng mà vậy đó, lâu lâu cứ phải nhắc lại vậy đó. Nhắc nè, thương tôi chút xíu đi. Cứ vậy đó. Vậy đó. Chứ mấy quên. Cái nghề này nè, nó bắt con phải đi như cái nguồn máy vậy đó. Dạ. Con phải chạy đầu này, con chạy đầu kia. Thành ra phải nhắc. Đại loại vậy, đã cho con dừng bước một chút. Có nghĩa là có người đang chờ mình. Dạ đúng rồi. Vậy đôi khi tình yêu có những cái câu nói tuy nó đơn giản nhưng mà cái giá trị cảm xúc mà nó mang lại nhiều lắm. Với lại mẹ nói con nghe, bây giờ với quý vị nghe vậy là tình bạn cũng vậy. Lâu lâu phải nói, nó mới gần. Gặp nhau phải nói, tại sao tao trông mày quá mà bây giờ tao mới gặp lại mày.
thì nó lại gần hơn. Kiếm được cái người bạn thân với người tri kỷ không dễ gì đâu con, phải hết lòng. Chớ phải cái nhiệt tình, cái tâm huyết của mình gặp nhau, cái tình cảm nó mới hiện hữu, mình thấy là mình có cái mối quan hệ với nhau. Hồi nãy con nghe mẹ nói á, là khi mẹ quen bố, bố là con trai. Con trai mà dùng từ vậy có nghĩa là bố trẻ hả? Bố còn trẻ, bố trẻ hơn mẹ đúng không? Bố trẻ hơn mẹ, nhưng mà bố là con trai, có nghĩa là chưa có gia đình. Dạ, bố trẻ hơn mẹ bao nhiêu tuổi? Nói rồi nói giờ đi lên đây nói hết trơn, ta biết hết trơn kìa. Rồi thì thôi, thì giấu giấu đi. Ai nói gì đâu. Con nói thiệt là bây giờ đây, trước mắt mẹ đây, con nhỏ hơn vợ con mà. Cái chuyện nhỏ lớn đừng có nói ở đây. Đừng có nói đi, thôi ở đây người ta nghe hết trơn rồi kìa, nói hoài. Rồi bây giờ mẹ hỏi tiếp nè, có bao giờ mẹ hỏi bố, bố nghĩ gì về mẹ không? Bố ít nói lắm. Dạ. Bố lên đây bố nói nè em, em nói con nó đừng có nói tới tên anh nha, tại vì anh rất là ngại. Dạ. Tôi nói không, nó sẽ nói hết. Ý bậy bạ. Nói giỡn thôi chứ, tại vì thật ra có những người thì họ không thích được người ta biết ít nhiều. Họ sống an toàn trong cái phạm vi của họ, con hiểu mà. Ông bố không có nói. Bây giờ em đi lên trên đó nha, là em phải nói vậy, nói vậy. Tôi nói làm sao tôi biết được nói vậy. Lên chỉnh khi nào Trấn Thành có hỏi thì tôi mới nói. Dạ. Mà cái này phải nói thiệt thì mới được. Đúng rồi. Chứ còn lên đây làm sao tôi với Trấn Thành nói nhau, nói láo không? Có cái nào đâu nói láo nói. Dạ. Thành ra tôi nói anh đừng có lo, nói anh lo cho em quá, em lên nhiều khi em ấp a ấp úng, tôi nói không có đâu à. Ờ. Nói đụng tới nghề hát của tôi nói dữ lắm à. Khi mẹ gặp bố, mẹ có thay đổi suy nghĩ gì hay không? Vợ với chồng rất là khó quý vị ơi. Cái bàn cân như thế này nè, hả nhất chúng có phải đưa lên cho nó bằng thì mới sống được. Mình cứ nói tốt cho nhau thì nó thành tốt. Ông lo cho mẹ dữ lắm, từ cái ăn cái uống. Để đó đi nha, tôi ra này tôi vô cái là tôi dẹp liền đó nha. Tôi nói ủa tôi không dẹp được hay sao? Bố là cái người thấy mẹ ba mươi mấy năm rồi, thấy mẹ từ lúc mẹ nhảy mẹ nhót mẹ này ghé nọ, rồi cho tới bây giờ từ từ mẹ mới nói anh ơi tôi già rồi. Nói hoài, nói già hoài, tôi không già sao? Đó, ở trong tim của mẹ đó thì mẹ thương bố rất nhiều. Yeah.